Nhằm con cháu những người thân của đứng vào đấy cũng được, đứng vào đi. Chúng ta tiếp theo xin được chân thương chị quyền của gia đình Đặng Nguyễn về ban tổ chức đã lễ trân trọng giới thiệu với mời đoàn viên đầu tiên, đoàn viên của nội đồng họ Đặng Nguyễn, đoàn do ông Đặng Văn Đăng. Với tình cảm là nội tập họ Đặng Nguyễn và dân hương vĩnh biệt, mời một vị đại diện thất đoàn nên mới lời vĩnh biệt chia buồn cùng gia đình Đặng Nguyễn. Kính thưa gia đình con Việt Hiếu, được cụ biết tin cụ ngay lập tức là toàn gia tộc gồm các cụ, các ông, các bà, các chú, các bác, các cháu, các cha có lẽ thương thương có lòng hoang hát đến thắp hương cho cụ để chia buồn cùng gia quyến. Để từ biến cụ toàn gia tộc xin một phút mặc niệm bắt đầu. Của hội cụ về với họ không còn nữa, nhưng bản thân khách là nội tập họ Đặng Nguyễn ở cảm là nội tập họ Đặng Nguyễn ngày hôm nay cũng mai tỷ lệ không còn nữa, bản thân khách đã về đây xin toàn thương thương mỗi lời đi biệt trước các cụ đi xa. Trong giờ phút đông thương cô hàng này, ban tổ chức tang lễ xin thay lời gia đình thương cô hạ cùng gia đình Đặng Nguyễn và cùng chung tay cho công việc của cụ trước đi xa, gia đình xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Thưa hồn cụ Mai Thị Liệu, thưa các cụ, các bà, các bà, thưa gia đình tang lễ, ngoài gặp chúng tôi hôm nay gồm có các em của cụ cùng các cháu các chất của cụ nhận được tin cụ 250 về quý ẩn với tổ tiên, chúng tôi có lẽ nhân thân còn hoa tươi đến để phụ viếng thương hồn cụ và chia sẻ nỗi đau thương hơn 30 gia đình và chúc cụ nơi suối vàng ăn rất là thu để tưởng nhớ đến cụ. Cho phép ngoại tộc chúng tôi được để một phút lặng lẽ. Phút lặng lẽ bắt đầu. Trong giờ phút đầu tiên của hạng này, ban tổ chức tang lễ xin thay lời gia đình tang quyến xin cảm tạ đoàn tang khách với tình cảm ngoài tàu hôm nay. Để xin trân trọng thỉnh mời quý vị như có thể bán cờ đầu để anh em con cháu những người thân của cụ đón tiếp và thời cảm tạ và cùng chung tay trong công việc phục vụ trước khi xa gia đình, xin chân thành cảm ơn. Mời vị đại diện tư bản lên sân hương vĩnh biệt chia buồn cùng gia đình gia quyến. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa gia đình tai quyến, được tin cụ thất tử vi tiên, gia đình ông hộ cùng người trẻ các anh em bên đội bên ngoài và con cháu là thôn ra tình cảm sự thân thương của đơn vị chung ở xã Tân Hưng nhận được tin này, gia đình ông hộ về trở về đây thăm lễ hương thơm và hỏi qua thương xót kính viếng hương hồn cụ và chia buồn nỗi đau thương cùng người trẻ cao tuổi, đặc biệt là gia đình ông hộ để biết được cụ xin phép các đoàn để một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Một trong giờ phút năm tuyên bố hàng ngày, ban tổ chức tang lễ xin thay lời gia đình tang quyến sự cảm tạ. Lại xin trân trọng kính mời quý vị quý mến thân bạn đã bắt đầu chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình tang quyến. Đồng thời tám giờ sáng ngày mai trở lại như đây. Tiếp tục về biết trang thiên đại gì gia đình xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn cụ kính quý, cô hơi bạn đang khách với tình cảm là hàng xóm của ông bác nhận được tin cụ mất về đây. Bọc ổn đến sáng hào ngày trong thương, về đây xin dân vận hương, chúc cụ yên giấc suối và cả thô. Kính kể cụ trước lúc đi xa, xin mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một chút niệm, phút một niệm vụ, bắt đầu. Chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình tang quyến. Đồng thời 8 giờ sáng ngày mai trở lại nơi đây kiến được vụ về nghĩa trang quê nhà cái gì gia đình xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Tân An về kỷ niệm như một cổ vật mang tổ chức tăng lễ sư quân tộc thứ trưởng và kính mời đại tạo dân hương sự kiện. Kính thưa Vương Hồn của Mai Thiệu, kính thưa Ba Lê, kính thưa gia đình Công Hiếu, được tin của Mai Thiệu 250 là địa tổ tiên, chúng tôi là con cháu của thiên, thông gia cùng cụ, có vòng hoa thơm, né đơn án, đến trước hết là chia buồn cùng các thiết và kính tiếp cụ. Chưa lúc khi đi về ở người đi chúc cụ các chuyến bà đã rất bình dung, tôi xin một phút bằng điện, bắt đầu. Thank you.
Mẹ ơi, bà mơ quá thập phương. Chúng tôi thật vô cùng thương xót nhận được tin cụ Mai Thị Liệu, thường trú tại đội 15,
thôn Nam Chiểu 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã 2020 về với Vĩnh Hằng. Thay mặt cho ban công tác mặt trận thôn Nam Chiểu 2, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Liên Phương, chúng tôi có vòng hoa thơm lắm hương áp đến kính viếng linh hồn cụ và cùng nhau đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, chúc cụ về nơi xứ vàng an giấc ngàn thu. Để tiếp tục chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Đinh Chí Tường, trưởng ban công tác mặt trận thôn Nam Chiểu 2, chủ tịch hội người cao tuổi xã Liên Phương, lên tóm tắt ôn lại 99 mùa xuân xin trưởng của cụ. Xin trân trọng kính mời ông. Mai thì liệu, kính thưa các vị đại diện cho Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi, các ban ngành đoàn thể chính trị trong thôn, trong xã, kính thưa các đoàn đại biểu, các đoàn khách thập phương cùng toàn thể nhân dân, thật vô cùng đau xót khi nhận được tin cụ Mai Thị Liệu, hội viên hội người cao tuổi qua đời. Ban công tác mặt trận chính quyền thôn Nam Chiểu 2 đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình và bàn hành động ban tang lễ, thống nhất giờ tổ chức lễ truy điệu và an táng thi hài cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ban công tác mặt trận chính quyền thôn, hội người cao tuổi đã kịp thời thông báo tin buồn này tới hội viên cùng toàn thể nhân dân trong thôn, trong xã biết tin, đến thăm hỏi, chia buồn cùng tang quyến. Giờ tiễn biệt cụ đã đến, cho phép tôi thay mặt ban công tác mặt trận chính quyền thôn, hội người cao tuổi cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trong thôn, trong xã, chúng tôi có lời thăm viếng, chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng tang quyến, có vòng hoa tươi, nén hương trầm, kính viếng hương hồn cụ. Trước giờ phút chia ly này, cho phép chúng tôi được ôn lại 99 mùa xuân của cụ. Cụ bà Mai Thị Liệu sinh năm 1925, thường trú tại đội 15, thôn Nam Chiểu 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Khi còn nhỏ, cụ đã được ông bà, bố mẹ nuôi dạy, được sự che chở của họ hàng, làng xóm, được gia đình cho đi học. Lớn lên, cụ xây dựng với cụ Đặng Văn Minh, hai cụ sống hạnh phúc. Các cụ đã sinh hạ được 7 người con, 4 người con gái, 3 người con trai. Các con của cụ đã yên bề gia thất. Khi đất nước có giặc ngoại xâm, cụ đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đã động viên các con, các cháu của cụ lần lượt lên đường bảo vệ Tổ quốc. Các con của cụ đều hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay, hai cháu đội cháu Đức Tôn của cụ đều là sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Tất cả những cống hiến đời tư của cuộc gia đình cụ đem lại sự ấm no hạnh phúc và xây dựng quê hương to đẹp như ngày hôm nay. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cụ. Gia đình cụ và các con cụ đã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, của thôn, của khu dân cư. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, cụ bà Mai Thị Liệu, qua một thời gian lâm bệnh, cụ đã được các con, các cháu, họ nội, họ ngoại cùng các y bác sĩ tận tình cứu chữa. Xong, do tuổi cao sức kiệt, cụ đã thế
tạ thế hồi 14 giờ 12 phút ngày 14 tháng 2 năm 2023, tức ngày 24 tháng Giêng năm Quý Mão, cụ hưởng thọ 99 tuổi. Lễ nhập quan hồi 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2 năm 2023, cụ mất đi là một tổn thất to lớn với gia đình, dòng họ, không có gì thay thế được. Vĩnh viễn từ nay, các con của cụ mất đi một người mẹ, các cháu, các chất của cụ mất đi người bà, người cụ kính yêu vô cùng, đau xót và thương nhớ. Họ hàng làng xóm mất đi một người bạn yêu thương và kính trọng. Hội người cao tuổi mất đi một người hội viên gương mẫu. Xã hội Việt Nam mất đi một công dân tốt. Thưa toàn thể tang lễ, sinh ra và mất đi, âu đó là quy luật của tạo hóa, dẫu biết rằng sinh có hạn từ bất kỳ. Hôm nay cụ đã từ giã trần gian về với thế giới người hiền, về với lòng đất mẹ, nơi ngàn năm yên giấc. Cụ để lại 99 mùa xuân, biết bao buồn vui nỗi nhớ và thương tiếc. Trước giờ phút ly biệt này, một lần nữa cho phép chúng tôi được chia sẻ nỗi đau thương cùng tang quyến. Xin kính cẩn trước vong linh của cụ, chúng ta cùng nhau vĩnh biệt cụ và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Chúc cụ nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Để tưởng nhớ trước vong linh của cụ, thay mặt ban tổ chức xin kính mời các cụ, các ông, các bà, các đoàn đại biểu, các đoàn khách cùng toàn thể nhân dân hướng về trước linh đàng dành một phút tưởng niệm. Nghĩa phút tưởng niệm cụ Mai Thị Liệu bắt đầu. Cảm ơn ông. Tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời vị đại diện cho gia đình có đôi lời cảm tạ trước các mộ của nhân dân. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho mặt trận tổ quốc xã, hội người cao tuổi xã, đảng ủy, ủy ban nhân dân xã và các ban ngành đoàn thể, các cụ, các ông, các bà, thông gia, liên gia cùng bà con dân làng núi xóm. Trước vong linh cụ Mai Thị Liệu 250 vị già qua đời, theo tổ tiên đó là định luật của đời, ai cũng một lần sinh ra và một lần mất đi. Nhân sinh có hạn ở bất kỳ. Cụ qua một thời gian lâm bệnh, hiểm nghèo, đã được các thầy thuốc và con cháu gia đình hết sức tận tình cứu chữa. Cụ không qua khỏi được do tuổi cao sức yếu. Cụ đã tạ thế hồi 14 giờ 12 phút ngày 14 tháng 2 năm 2023, tức ngày 21 tháng 1 năm Quý Mão, hưởng thọ 99 tuổi. Gia đình chúng tôi vô cùng đau thương, mất đi một người mẹ, cháu cháy mất đi một người bà, người cụ mẫu mực, hàng xóm mất đi một người thân, làng xóm mất đi một người bạn bè thân thích, sớm rửa các đèn có nhau. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cụ, các ông, các bà, các ban ngành toàn thể cùng bà con dân làng núi xóm đã bớt chút thời gian vàng ngọc đưa của tôi ra nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang của gà thăm mộ yên mà đẹp. Mời các cụ, các ông, các bà, các ban ngành toàn thể về gia đình uống nước ăn trầu và chơi bữa cơm nhạt với gia đình để gia đình có lời cảm tạ. Xin cảm ơn.
Buổi lễ truy điệu của cụ Mai Thị Liệu đến đây được kết thúc. Lễ di quan bắt đầu. Rời xa ngôi nhà mái ấm, nơi bà đã sống di dưỡng tuổi tàn trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Xe đưa bà tới non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương, nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Chính vì vậy mà cổ nhân xưa đã từng nói: sinh ly giữ từ biệt, từ cổ tị toan tân.
tình, nghĩa là sự chia ly giữa kẻ sống và người chết từ cổ đến giờ đều thấy cay ở mũi. Ngày nay một bậc vĩ nhân của nước ta cũng có câu: đành rằng sự mất còn là luật chung của tạo hóa, nhưng gặp lúc sinh ly tử biệt thì khó mà ngăn nổi nỗi xót thương. Có nỗi đau nào hơn nữa không? Đầu xanh đầu bạc quặn trong lòng, ra đi người để bao thương tiếc, nước mắt trào đau chảy vào trong. Đến với lễ tang bà hôm nay, bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, bà luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi bà đi xa, tình làng nghĩa xóm đối với tang quyến như một nhà thủy chung như nhất.